Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ghé thăm ngôi nhà của bác Tiến có địa chỉ tại Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang. Với công trình này thì chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình bác trong khoảng thời gian là 3 tháng. Thì hiện tại thì như quý vị thấy thì với công trình này chúng tôi đang đến giai đoạn là hoàn thiện những bước cuối cùng. Công trình này chúng tôi hoàn thiện với thời gian khá là sớm cho gia đình bác. Sơ qua một chút về cái khu đất này thì khu đất này thì nằm trên sườn một con đồi. Như quý vị thấy ở đây thì chúng tôi vẫn đang phải tiến hành gọi là cào lại cái phần mặt bằng, đúng không ạ? Cho đến cái phần ngôi nhà của chúng ta được, nó sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Cái phần ngôi nhà trước này, sau này khi mà xong ngôi nhà chính này thì chúng ta sẽ phá bỏ hoàn toàn nhé. Nó sẽ tạo nên cái không gian cực kỳ rộng cho ngôi nhà này. Với ngôi nhà này, với một cái khuôn đất rộng hơn 500m2 thì chúng tôi đã bố trí cho gia đình theo sở thích của gia chủ, đó chính là một ngôi nhà mái Thái một tầng, mang phong cách hơi hướng bên ngoài một chút tân cổ. Đó. Về phần mặt trước thì ngôi nhà sẽ rộng rơi tầm khoảng 12m và phần chiều sâu rơi tầm khoảng 17m, thì đâu đó với diện tích là hơn 200m2 thì chúng ta đã có một cái căn nhà như thế này. Thì ở đây thì chúng tôi đã dựng lên cái phần khung khá là chắc chắn của ngôi nhà nhé. Từng cái phần cột quý vị có thể thấy đây. Ngôi nhà này chúng tôi sẽ làm hai lối tiếp cận nhé. Như quý vị thấy ở đây thì tôi đang đứng ở cái phần sảnh chính của ngôi nhà. Cái phần sảnh chính này nó sẽ là cái phần mà chủ có thể đi xe vào tiếp khách. Ngoài ra thì cái phần mặt đường chúng tôi còn làm thêm một cái phần sảnh phụ nữa, y hệt phần sảnh chính này. Cái phần sảnh này thì có diện tích là khoảng 10m2. Ở đây thì chúng tôi đã làm một cái khuôn bao bằng gỗ lim Nam Phi cho gia chủ ấy nhé. Sau này đến khi cái phần hoàn thiện thì chúng ta sẽ đóng lại cái phần cánh này, ok thôi, làm bằng pano kính cường lực. Ở đây thì chúng ta sẽ có một phòng thờ. Phòng thờ này với diện tích là 9m2. Đúng không ạ? Phòng thờ thì chúng tôi đặt ở cái vị trí rất là hợp với hướng của gia chủ và rất là hợp phong thủy như này rồi. Trước thì chúng tôi sẽ làm một cái cánh cửa sổ rất là rộng như này. Sau này thì có những cái phần rèm che và tất nhiên sẽ được trang trí rất đẹp ở khu vực này. Hiện tại thì các bác thợ của chúng tôi vẫn đang làm cho nên là trong video sẽ hơi ồn một chút nhé. Quý vị và các bạn thông cảm với chúng tôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng khách sẽ kết hợp luôn cùng với khu vực phòng bếp. Và cái việc kết hợp này sẽ làm phòng khách của chúng ta cực kỳ là rộng rãi. Với cái việc phòng khách kết hợp với phòng bếp này thì chúng ta có hơn 60m2 để sử dụng. Và nếu chia ra từng cái phần vị trí thì ở đây thì chúng ta sẽ có phòng khách này với diện tích là hơn 40m2. Thì chúng tôi cũng đã thiết kế những cái phần cánh cửa sổ cực kỳ là rộng rãi cho cái khu vực phòng khách này. Và cái phòng khách của chúng ta sẽ trở nên sáng sủa hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Ở khu vực phòng bếp này sẽ là dẫn lối ra khu vực sảnh phụ. Cái đặc điểm rất là hay đó chính là khi mà từ ngoài mặt đường vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây gần như là một sảnh chính, đúng không ạ? Nó sẽ cực kỳ là đẹp mắt với cái hình thái mái Thái của ngôi nhà. Thì thường với những cái căn nhà mái Thái thì chúng ta sẽ phải xây những cái đốc thu hồi. Và thứ hai nữa là về cái diện tích của khuôn đất của chúng ta làm sao cho nó phải khá là rộng để chúng ta tính được cái khoảng đua mái. Bởi vì cái căn nhà mái Thái của chúng ta, cái việc đua mái của chúng ta nó sẽ tạo nên cái vẻ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi đã ốp sẵn cái phần gạch để làm cái khu vực phòng bếp rồi. Đó. Sau này ngôi nhà sẽ rất đẹp với cái hình thái và kiến trúc cùng với cái địa thế của cái khu vực này nữa. Ở đây thì chúng tôi đã thiết kế 3 vị trí phòng ngủ. Đó. Đây là phòng ngủ đầu tiên nhé. Bác thợ của chúng ta vừa mới lát xong cho nên là tôi sẽ bỏ dép ra ngoài. Đó. Kỳ là chắc chắn. Đó. Quý vị có thể thấy chúng tôi luôn luôn thiết kế những cái phần cửa sổ và cái phần điện trước, đúng không ạ? Ở đây thì sẽ có khu vực phòng ngủ thứ hai. Mỗi một phòng ngủ này thì chúng tôi sẽ tính với diện tích nó rơi vào tầm khoảng 13m2.
Và cái diện tích này nó sẽ vô cùng phù hợp cho gia đình. Chúng ta có thể kê được những bộ bàn ghế đúng không ạ, để những cái phần hộc tủ. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này thì cũng diện tích là 13m2. Đây, tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn vào trong này nhé. Đó, phần gạch thì chúng ta sẽ lát theo cái màu gỗ tự nhiên rất là đẹp, màu gỗ sồi đúng không ạ? Một cánh cửa sổ cực kỳ là rộng rãi. Chúng ta sẽ có một cái khu vực nhà vệ sinh chung. Đây, lối đi này sẽ dẫn vào một nhà khu vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này sẽ có diện tích là 4m2, sẽ được phân chia ra thành hai khu nhé. Một khu thì chúng ta có thể là rửa mặt, một khu là chúng ta có thể tắm và đi vệ sinh. Đó, cái việc thiết kế tách biệt như thế này thì khá là thuận tiện. Cái phòng ngủ vừa rồi tôi muốn giới thiệu quý vị thì phòng ngủ đấy có nhà vệ sinh khép kín luôn. Thì ở trong khu vực này thì chúng ta sẽ được bố trí gồm khu vực phòng khách, khu vực phòng thờ đúng không ạ? Ba khu vực phòng ngủ. Trong đó một phòng ngủ thì có một khu vực nhà vệ sinh khép kín và một phòng ngủ và chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh chung. Thì đây chính là cái diện tích và công năng của một ngôi nhà mái Thái như này. Thì tôi nghĩ với cái diện tích này thì hoàn toàn dễ dàng cho gia đình sử dụng rồi. Ok, và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu sơ qua một chút về căn nhà cho quý vị và các bạn thấy nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những chia sẻ của chủ nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngồi ngay cạnh tôi đây là bác Trần Thành Tiến, chủ đầu tư của công trình. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, thì không biết là ở từ cơ duyên nào mà bác biết đến công ty và cuối cùng thì lựa chọn công ty để làm đơn vị thiết kế và thi công trọn gói cho nhà mình ạ? Bác ấy thì nói như thế này là bác thì cũng không đi đâu, bác ở nhà thôi. Dạ. Thế nhưng mà qua cái tìm hiểu cái thông tin ở trên trang mạng, dạ, thì bác cũng tìm hiểu rất là nhiều công ty. Vâng. Thế nhưng mà cuối cùng là bác cảm thấy là bác lựa chọn là công ty Mark Home. Dạ vâng. Thì bác cảm thấy là nó ưng ý nhất. Dạ. Là bác lựa chọn. Dạ. Thì từ khi mà anh em về đây khảo sát khuôn đất cho đến khi là ra được cái bản thiết kế của nhà mình, và đến ngày hôm nay thì con thấy là nhà mình đã lợp mái và đang bắt đầu hoàn thiện xong những cái hạng mục rồi, thì không biết là cái quá trình làm việc đấy thì bác cảm thấy anh em trong công ty làm việc như thế nào hả bác? Cái quá trình làm việc mà từ khi mà bác có cái ý định là bác nhờ đến công ty Mark Home ấy, dạ, thì bác có điện bác báo ra công ty, dạ, thì nói chung là công ty là đáp ứng kịp thời ngay. Dạ. Ngày hôm sau là công ty đã đưa anh em về khảo sát. Vâng, mang máy móc thiết bị, mang móc, các thứ dụng cụ máy móc về khảo sát rồi thì là lập cái phương án thi công, à, thiết kế. Dạ. Thì nói chung là thời gian thì rất là nhanh gọn. Dạ. Thứ hai nữa là anh em cũng tạo điều kiện hết mức cho gia đình nhà bác, mà các bác cũng tạo điều kiện rất thuận lợi cho anh em. Dạ vâng, con thấy ở đây thì các bác gọi là các bác thợ thi công thì cũng rất là cảm ơn gia đình. Gia đình cũng đã giúp đỡ rất là nhiệt tình cho đội ngũ chúng cháu khi mà thi công. Thì con hỏi thêm một chút là khi mà bắt đầu nhà mình khởi công ấy, và cho đến thời điểm hiện tại thì nhà mình có cảm thấy hài lòng về cái tiến độ cũng như là cái chất lượng của công trình không bác? Thời gian mà thi công ấy, cũng như tiến độ thi công của công trình ấy, thì là bác cảm thấy là nó là rất nhanh và gọn, và còn về vấn đề về chất lượng kỹ mỹ thuật là bác cảm thấy là rất ưng ý. Dạ. Và anh em làm rất tốt. Vâng. Làm tốt giữa anh em thợ với lại gia đình lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ. Vâng. Nên là bác cũng cảm thấy là ưng ý. Dạ vâng. Đấy. Thì căn này là thi công từ ngày nào nhỉ bác nhỉ? Bác thi công từ ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Mùng 6 tháng 6 âm lịch thì dự kiến là sẽ đến ngày hôm nào thì nhỉ? Dự kiến là thời gian là 5 tháng. 5 tháng. Thế nhưng mà theo như tốc độ như thế này thì chỉ hơn 3 tháng rồi ạ. À dạ vâng, thì khoảng hơn 3 tháng, 4 tháng là con mong là trước là Tết là nhà mình có thời gian để nhà mình còn sắm sửa đồ đạc rồi chuẩn bị rồi dọn vào ở cơ để trước Tết thì cũng hy vọng là thời gian của nhà mình có rút mà cái chất lượng và tiến độ đảm bảo cho nhà mình. Vâng. Thì con cũng cảm ơn bác rất nhiều và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng bác ơi, bác có thêm lời khuyên gì cho quý vị khán giả đang xem chương trình không? Những quý vị khán giả mà vẫn còn đang lưỡng lự là con nên thuê đơn vị gọi là thiết kế rồi thi công trọn gói không hả bác? Theo như bác nghĩ thì nói đúng ra mà nói lời cái khu vực này thì xưa nay là không có ai người ta làm cái trọn gói như này cả. Vâng. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất là có mình bác, thì bác tìm tòi thì bác nhờ đến công ty thôi. Vâng. Thế nhưng mà lúc mà
khi mà bắt đầu nhờ công ty làm thì nói chung là dân ở đây thì người ta chưa làm thì người ta cũng chưa hiểu được cái đường đi nước bước thế nào đâu. Thế thì cũng nhiều người người ta cũng ngại lắm. Người ta chỉ ngại là người ta cũng nói là nói cho mình thôi. Nói cho bác thì người ta cũng nói là anh em tham gia của người ta công ty thì ở mãi đâu đâu thì không biết thì làm thì sợ nó lại thế nọ thế kia lại dở dâng thì thế này thế khác thì nó không ông không đi đâu thì ông giờ sau này ông tìm đâu mà ông đòi hỏi tìm, đúng đấy rồi, đúng thế rồi. Thì bác thì cũng là như này bác thì bác chỉ có bảo với vợ con bác là mình làm như mình có niềm tin đấy mình phải có niềm tin thế bây giờ ở đâu cũng vậy thôi thế người công ty người ta đi làm thì người ta cũng có uy tín của người ta mà mình làm mình có niềm tin không có sợ gì cả thì cứ thi công để cho anh em thi công thì từ lúc thi công cho đến bây giờ ấy, là cứ từng bước một mà bác cảm thấy này là công ty làm đến bước nào là bác cảm thấy an tâm bước đấy mà đến giờ phút này là bác cảm thấy là quá an tâm và quá đạt nhưng nhưng mà hai nữa là bác cũng cảm thấy là nếu mà những cái giá cả thi công so với thị trường ở đây là bác cảm thấy là hợp lý của công ty này hợp lý hơn đấy là vâng, cho nên là dù rằng chưa có ai làm nhưng mà nếu ai những muốn làm xây dựng thì là cũng lên là thi công chọn gói thì nó đỡ vất vả cho gia đình và nó tạo được mọi cái điều kiện cho cả hai bên. Còn cảm ơn bác rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi bởi vì thực sự ra thì phải có những cái chia sẻ của chính chủ nhà, chính chủ đầu tư như thế này thì mới thực tế bởi vì nhiều gia đình cũng rất là ngại vì vấn đề nào rồi không biết là có đúng bản vẽ, có đúng kỹ thuật không, rồi lên nhà như thế, đúng không ạ? Mà xây, bọn con xây có đúng hay không? Thì cảm ơn bác đã chia sẻ cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những cái công việc của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Mark Home và hy vọng rằng với qua những chia sẻ, với qua những video của Mark Home đã giúp ích cho quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hùng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.